Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào, có thể thấy một điều là những thông tin về VinFast luôn thu hút được sự quan tâm và tương tác cực cao của dư luận. Trong đó một bộ phận lớn thường có quan điểm chê Jim Sevin. Vậy thì tại sao lại có nhiều người ghét Sevin? Chúng ta hãy cùng thảo luận trong video này các bạn nhé. Theo mình thì xe của hãng VinFast bị nhiều người ghét. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là do có quá nhiều người cuồng một cách mù quáng, vô tội vạ, thậm chí là khiêu khích những người có quan điểm đối lập. Ví dụ như nếu một người yêu xe Vin nói rằng xe Vin quá chất, mẹc bim không đủ tuổi, xe Vin vài năm nữa sẽ thành bá chủ thế giới, Tesla sẽ phải sớm khuất phục, thì rõ ràng chẳng kể đến những người vốn đã không thích VinFast, mà kể cả những người trung lập không yêu không thích thì cũng cảm thấy ngứa tai, cảm thấy cái đội cuồng xe Vin kia quá là tự cao tự đại. Một hãng xe non trẻ mới ra đời vài năm, công nghệ máy móc đều là mua lại của nước ngoài, mà đòi một phát vươn lên đánh bay mọi đối thủ thì nói vậy không ai ngửi được. Khiêm tốn là một đức tính không thừa. Xe Vin mặc dù có chất lượng tốt thật nhưng cũng không thể tăng bốc lên mây, khiến nhiều người nghe cảm thấy khó chịu. Chưa kể Vin là hãng xe mới, mà mới thì tất nhiên còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm, còn nhiều lỗi cần phải khắc phục, thế nên lại càng phải khiêm tốn hơn. Khi nói về xe của Vin thì dù yêu hay ghét cũng nên đánh giá một cách khách quan sẽ tốt hơn. Ví dụ như chỉ số đo độ ồn trong xe có thể ngang với Mercedes có giá gấp 3-4 lần. Khung gầm chắc chắn thì ngang phân khúc D của Đức, đôi khi còn được ví như xe tăng. Form đẹp, xứng đáng với dòng xe xăng, nhưng để nói về option thì còn thua quá xa. Nhiều linh kiện không sang trọng, gia công chưa tinh xảo, hay loa nghe như đấm vào tai, đó là trải nghiệm thật của nhiều người dùng. Khen quá đà đã là không tốt rồi, mà cái việc đi cà khịa anti-fan, ví dụ như bảo chỉ có mấy ông ba que mới đi chê xe Vin thì thực sự lại càng không tốt hơn. Có nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn ủng hộ VinFast bình thường, nhưng cũng có rất nhiều người ngay ở Việt Nam thôi nhưng vẫn chê xe Vin vì họ ghét cái thái độ của những người cuồng Vin quá đà. Cái nguyên nhân thứ hai đó là mình thấy chủ đề Vin quá thu hút, đặc biệt là bóc phốt Vin thì lại càng hot hơn. Thường thì tất cả chúng ta đều sẽ vui khi mình đăng một cái gì đó mà được nhiều like, được nhiều comment, được nhiều tương tác. Mà những vấn đề về VinFast thì rất được quan tâm, vậy nên đương nhiên cũng sẽ có nhiều người chọn chủ đề này để viết bài, nhất là những người có thể kiếm tiền thông qua việc câu được nhiều tương tác trên mạng xã hội. Và điều đó thì không có vấn đề gì, cho đến khi người ta nhận ra rằng những bài đăng nào mà bóc phốt Vin thì lại có tỷ lệ tương tác cao hơn hẳn, vì sẽ có nhiều người nhảy vào chửi hơn. Các bạn thấy những bài viết video kiểu như xe Vin bị cháy, xe Vin bị chết máy giữa đường, xe Vin bị gặp tai nạn, rồi việc bảo hành của Vin gặp rắc rối thì thường có hàng nghìn like, hàng triệu view và hàng trăm comment. Tuy nhiên, nếu bài đăng nói chi phí bảo dưỡng Vin rẻ hay 3S nhiệt tình thì chẳng có mấy người quan tâm vì người ta thích chửi hơn. Vậy nên khi vào các hội nhóm trên mạng, các bạn sẽ thấy người ta suốt ngày đăng về xe Vin, về taxi của Vin bị tai nạn hay bị trục trặc phải cứu hộ, rồi chửi tài xế của Vin lái non. Cho khi nguyên nhân tai nạn ai đúng ai sai thì chưa biết, taxi các hãng khác bị tai nạn cũng có nhưng không ai đăng, xe hãng khác gặp sự cố cũng không ai quan tâm. Giống như hình này, chiếc Camry đang đi thì bánh lòng ra ngoài thì không có nhiều bình luận lắm, nhưng nếu là xe Vin thì có thể thành sóng thần trên mạng. Chính vì vậy, càng nhiều like thì người ta càng thích đăng về sự cố của xe Vin, và vì thế người xem càng thấy xe Vin có nhiều sự cố và nhiều người cho rằng xe Vin suốt ngày lỗi, lỗi tràn lan khắp mạng xã hội. Nhưng thực tế là chẳng có thống kê nào chính xác, nhiều hãng cũng lỗi nhưng ít bị đăng hơn Vin. Tất nhiên là không thể không nói về những chính sách của Vin. Họ mới bước chân vào lĩnh vực xe hơi nên có nhiều chính sách được thay đổi và điều chỉnh liên tục để mang lại hiệu quả hơn trong kinh doanh. Nhưng cũng vì thế mà đôi khi rất gây ức chế cho người dùng. Ví dụ như việc áp mã giảm giá khi mua xe thì lúc thì một mã, rồi đến hai mã, rồi thậm chí là dùng tới ba mã giảm giá cùng lúc, khiến giá của chiếc xe mới mà thấp một cách kỷ lục, làm cho những người mua lúc giá đang cao cảm thấy bị phản bội khi ủng hộ xe nước nhà. Lại nói về mua ủng hộ tinh thần Việt, có nhiều người nói rằng người Việt phải mua xe Việt, không mua là không yêu nước. Chính những câu nói như vậy lại vô tình làm Vin bị ghét hơn. Tại sao?
Vì việc mua xe không nói lên có yêu nước hay không. Mua xe nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, rồi sở thích cá nhân. Người ta đi leo đồi leo núi thì cần phải xe bán tải, hay kinh doanh taxi thì cần phải xe tiết kiệm bền bỉ, làm sao bắt người ta mua xe Vin được. Chưa kể, người mua xe cũng rất thông minh, họ biết lựa chọn cái nào mang lại lợi ích tối đa cho họ, chứ tiền đâu phải in được, nên có yêu nước cũng phải xem túi tiền của mình cái đã. Giờ nhiều ông cuồng Vin quá lại chửi, lại đi chê trách những người không mua Vin là không yêu nước, thì người ta chả quay ra ghét Vin là đúng rồi. Dù cái này thì hãng VinFast không có lỗi gì, họ chỉ mong những người có điều kiện hãy thử trải nghiệm xe của họ và cho họ cơ hội để cải thiện sản phẩm. Cuối cùng là nhiều người ghét Vin chỉ đơn giản vì mong Vin thất bại. Có nhiều người không thích người khác thành công vì điều đó khiến họ cảm thấy mình kém cỏi hơn. Bản thân mình cũng từng nghĩ rằng mình không thích mấy đứa cùng xóm, nó học không giỏi bằng, không chăm chỉ bằng, suốt ngày ăn chơi nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền. Điều đó khiến mình ghen tị. Tuy nhiên, sau này mình thấy rằng khi nó kiếm được tiền thì nó ủng hộ tiền để làm đường quê rộng hơn. Nó cho tiền để lắp bóng đèn đường sáng hơn. Nó góp tiền để trồng nhiều cây hơn. Chính bản thân mình cũng được lợi từ những việc này. Vậy thì phải ủng hộ chúng nó chứ sao lại ghét được. Còn nếu thấy mình kém cỏi thì chỉ có cách là cố gắng phấn đấu để thành công hơn chúng nó. Chứ mong chúng nó thất bại thì mình cũng chỉ hèn hơn thôi. Vin cũng vậy, nếu Vin thành công thì người Việt cũng có nhiều việc làm, ngân sách nhà nước cũng tăng lên. Còn Vin lỗ thì nhiều người mất việc, hàng tỷ đô la thiết bị máy móc phải vứt đi như Vinasuki thì quá là lãng phí cho nguồn lực của đất nước. Nên nếu vì cộng đồng thì mong Vin thành công, kể cả là mình không có liên quan gì. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.